Em Ngọc Hữu Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và ngày hôm nay một gương mặt có thể nói là vắng bóng tại cửa hàng em khá là lâu rồi thưa anh chị. Hyundai Santa Fe phiên bản số tự động máy dầu 2.0 thưa anh chị. Chiếc xe này qua máy CRD rồi. Và cũng mới về thêm chiếc nữa, 49A33122. Và chiếc này thì em sẽ bấm máy cho anh chị vào một cái video gần nhất nha, vì xe vừa mới về luôn. Có thể quay sơ qua cho anh chị một chút xíu. Chiếc này hai cầu. Chiếc này thì hai cầu. Đó. Hai cầu luôn. Tình trạng thì vừa mới về có chầy tí cạn nha. Đó, chầy tí cạn xíu. Rồi bên này bình thường không cấn đụng gì hết. Heo thắng thì sao ạ? Vàng ươm nha. Heo thắng vàng ươm luôn. Vậy thì mình lại quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Phiên bản MLX 49A16487 trang bị như xe thì chúng ta có cảm biến lùi xe 4 thắng đĩa, full option, có sunroof, cửa sổ trời, xi nhan thích hợp trên kính chiếu hậu, rồi lù khụ 208 máy dầu. Mức giá em xin chào bạn anh chị 415 triệu cho chiếc Santa Fe 208 này. 16487 415 triệu. Điều đầu tiên về phần form dáng, Santa Fe có thể nói rất là ưa nhìn, cũng như là sự ổn định của dòng Hyundai. Về phần thứ hai, chiếc xe này gầm cũng khá cao, cốp khá rộng nếu mình đi 5 người cho phiên bản 7 chỗ này, đúng không ạ? Và option thì Hyundai luôn luôn gây tranh cãi. Option lù khủ. Đó, và nói chung là được tái bản liên tục. Trên chiếc xe này, điều đầu tiên nhìn vào thì chúng ta có thể thấy là ghế chỉnh điện nha, 12 hướng. Phiên bản nhập khẩu. Chiếc này phiên bản nhập khẩu 100% rồi. Đúng không ạ? Nhập khẩu rồi. Bên trên thì chúng ta sẽ có một vô lăng 4 chấu, một cần số, một túi khí phụ lái, một túi khí trên vô lăng. Bên này chúng ta sẽ có kính chỉnh điện, bấm kính này nọ các kiểu, con đà điểu, đèn ở bên cánh cửa. Vào sâu trong khoang buồng lái chúng ta có thể thấy là tăng giảm chân thắng nè. Đó. Tăng giảm chân thắng, chúng ta có thêm cả cái gì ở bên dưới này đây ạ. Đây thưa anh chị, sấy ghế, có sấy ghế. Có sấy ghế đồng hoàng nha. Được trang bị một màn hình 6 inch, 6 inch hay 7 inch gì đó. Đó, bây giờ em sẽ đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Đó. Về phần trên này thì táp lô này được chúng ta dán một cái viền, một cái viền mạ dường như là carbon, nhưng mà nó không phải là carbon, nó là da nỉ, da bằng da. Bật chìa khóa lên, tắt đèn xong và đèn nổ tua máy rơi vào chưa đến 1.000 vòng. Đó, đang báo thiếu tí miếng nước rửa kính. Bên này đang tầng P. Và xe này sử dụng được 147.000. Bên này thì chúng ta sẽ có hai dàn lạnh độc lập luôn nha, hai dàn lạnh độc lập luôn, sấy kính, dàn lạnh đằng sau. Option chiếc xe này chúng ta có 3 dàn lạnh. Đó, trang bị hộp số 6 cấp. Đó, 6 cấp nha. Đó, hộp số không lỗi một chút xíu nào hết nha. Rất là ok nè. Test luôn hộp số tự động luôn cho anh chị luôn. Cộng trừ. Đó, đây, đẩy thẳng lên. 1, 2, 1, 2 1, 2. Qua D. Về mo. Lùi P. Rất là ok nha anh chị nha. Lốc kê thì dòng này lốc kê lại đặt y chang Sorento như những xe trước nằm dưới này. Đó, bên này thì chúng ta sẽ có nâng giảm cận thắng nè. Đó, sao cho vừa, đèn cản, tăng giảm độ sáng của màn hình táp lô. Rồi AC dành lạnh nằm đây, hai hướng. Đó, trên này chúng ta có một hộp cốp nữa và da rất xịn sò. Sunroof đây thưa anh chị. Dòng này thì chúng ta có sunroof, cửa sổ trời luôn nha. Mở. Rất là êm nha. Đóng. Rất là êm nha anh chị nha. Mở. Và đóng.
Trên phiên bản này thì chúng ta sẽ sử dụng da và có một lớp bán da thuộc nha. Lớp dưới này, lớp dưới được bán da thuộc, có sưởi ghế nha. Sưởi ghế thì chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau. Trên này chúng ta sẽ có thêm một cái gương cầu để quan sát, đó là phần bên hông và đằng sau nha, rất là thuận tiện luôn. Trần thì chiếc xe này sử dụng trần nỉ chưa bọc keo nha, rất là đẹp, đang sáng màu. Và túi khí phụ lái nè, đẹp nè. Vân tắp bi tắp lô ổn định, được sơn một lớp sơn vân gỗ tĩnh điện trên này nha, rất là ok. Hệ thống gập gương đó, và kính là kính rin nha. Bên này gương gập điện rất là ok. Máy thì trang bị động cơ CRD 2.0, rất là tiết kiệm, có 2 chấm thôi nha anh chị nha, 2 chấm chứ không phải 2.2. Cửa kiết đẹp nè. Đó. Còn về phần tiếp theo đây thưa anh chị, đây keo chỉ thì sẽ không mất của anh chị phần nào hết nha. Máy tiếng nổ rất là chắc luôn. Hàng ghế sau này, trụ chiếc đẹp, sunroof thì nãy giờ em đã test cái sunroof cửa sổ trời cho anh chị rồi. Vỏ cao nha, vỏ cao, độ hở của cạn đẹp nè. Đúng không ạ, bên hông nè vân viết là toàn bộ đẹp cho anh chị luôn. Cạn thì đằng sau này chúng ta sẽ có ba con cảm biến nha, ba con cảm biến dưới cạn. Bô xạ chúng ta có hai bô và chiếc xe này một cầu đó, sử dụng dẫn động cầu trước, cầu sau thì chúng ta không có. Nếu mà cầu sau thì chúng ta sẽ có thêm hộp số nằm ngay ở giữa cái phần bánh xe này nữa nha. Xe này thì sử dụng một cầu dẫn động cầu trước. Trần nóc thì đẹp tuyệt vời nha, trần nóc đẹp. Bên ơi anh chị, bên đường mà đường hở của cản sau này cũng như phần đèn sau này ổn định. Cốp kiết là rộng rãi nha. Đằng sau là chúng ta có hai ghế nữa, tại vì phiên bản 7 chỗ mà. Đó, nó lên trên rất rộng rãi nè. Đó, dàn làm thứ ba nằm đây. Đó, sau này chúng ta sẽ có thêm, đó là cái gì ạ? Có thêm một cổng sạc 12V nữa. Hộp đồ nghề. Đó, hộp đồ nghề nằm dưới này luôn. Cốp kiết là bên lườn hông nè, nó lên. Đó, cửa chưa rớt nha, cửa là siêu đẹp luôn. Đó. Bên tài nè, đẹp tuyệt đối nha. Đó, đóng cốp rất là chắc. Dòng này thì ổn định xưa giờ rồi đó, thương hiệu làm lên tên tuổi của hãng Hyundai tại Việt Nam đây, Hyundai Santa Fe, động cơ 2 chấm máy dầu. Đó. Ồn hơn máy xăng chút xíu nhưng mà được cái rất là tiết kiệm nguyên liệu cực kỳ nha. Đăng kiểm xe này dài lắm thưa anh chị, đăng kiểm dài đến tháng 5 2021 lận nha, tháng 5 2021. Kính rin trụ A nè, góc trụ A ngó lên tuyệt vời, có thêm cục đèn trên kính chiếu hậu nữa bên hông này. Lường liếc bánh vỏ viết là cao nha anh chị nha, cũng đèn sáng không ố nè. Đó, đèn nè, bi cầu rồi nè, trợ sáng halogen, đèn cạn. Đó, đèn cạn đẹp luôn. Mặt ca lăng thì rất là ưa nhìn rồi. Bây giờ thì em sẽ quay cái phần máy cho anh chị. Cái gimbal như hết pin thì mà. Bây giờ anh sẽ quay cái phần máy móc của xe này cho anh chị. Đây anh chị, khoang máy của chiếc Hyundai Santa Fe 208 động cơ CRDi đây. Trên là chúng ta sẽ có một cái nắp capo có hai tia đỡ vàng ron, vàng ống hút gió này. Cabo tem rin và cabo sơn rin luôn. Đó. Keo chỉ là không mất phân nè ha. Không mất chỉ một phân luôn.
Đó, máy móc là đẹp. Đây là phần két gió nha. Cái gì nha, két gió đây. Máy là qua CRDI 16V rồi. Đó, tiếng nổ máy rất là chắc nè. Yokora là mới thay luôn. Rất là ổn định luôn nha. Đây thân vậy, còn hệ thống ABS của chiếc xe nằm dưới này. Đó, ABS nằm dưới này luôn. Rất là ổn định luôn. Đó, đóng capo rất là chắc nha. Anh chị có thể thấy là form dáng chiếc xe rất là cân đối. Màu thì rất là căng rồi. Đó, và giá thành thì trong năm nay có thể nói là dòng này giá rất là tốt, 415 triệu cho Santa Fe máy dầu 2.0. Đó, và bô thì động cơ đang nổ máy thì chúng ta sẽ ra coi phần bô xem coi có miếng khói nào không. Đây anh chị, hệ thống xạ hai bô nha. Đó, hai bô không có dù chỉ một miếng khói nha. Đó, anh chị sẽ thấy nè, hai bô ổn định nè, không có khói nè. Đó, màu sơn căng nè, đúng không ạ, màu sơn rất là căng luôn. Form dáng thì rất là ưa nhìn rồi. Đó, chiếc xe không cấn đụng một chút xíu nào nha anh chị nha. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp tại cửa hàng số 57 Trần Phú Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hoặc có thể chốt trực tiếp bên em sẽ giao xe cho anh chị. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô Tô, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuộc sống, và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.